Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, anh chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Nam Thanh, bạn Phùng Xuân Quỳnh, hai hội viên Rút Gian Lô hôm qua mới chuyển khoản ủng hộ tớ. Cảm ơn Nguyễn Nam Thanh, cảm ơn Phùng Xuân Quỳnh rất rất nhiều. Chính thành ở rễ, Duy Thanh Tành Thanh Tâm, chương 7188 đến chương 7197. Thành Dược Cốc là bí mật mà tổ tiên Vạn Long Tông lưu lại. Ngay cả nhóm tinh nhuệ của Vạn Long Tông bây giờ đi theo Mã Thiên Long tới nơi này cũng là lần đầu tiên biết được nơi này. Trải qua rất nhiều thế hệ, Vạn Long Tông đều một mực bảo vệ rất tốt bí mật này. Cho nên Mã Thiên Long có không hy vọng bí mật này sẽ vì hắn mà bị tiết lộ. Cho nên tại sao khi suy nghĩ, Mã Thiên Long vẫn là quyết định trước tiên sẽ dẫn người của mình tới để những người khác tại cổ võ trung giới không biết gì về sự tồn tại của Thành Nhật Cốc. Mã Thiên Long tự tin cho rằng cho dù tình huống của Dương Thanh đã khôi phục tu vi có thể vượt qua dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng tự tin mình có thể có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là giữa khắc này, Mã Thiên Long lại bắt đầu hối hận mình không gọi thêm cường giả của những tông môn khác cùng đi. Bởi vì những cường giả tinh nhuệ mà hắn tỉ mỉ tuyển chọn giờ phút này ngay cả tư cách tham dự trận chiến đều không có. Hắn chỉ thể dựa vào chính mình để đối phó với Dương Thanh. Đồng thời Dương Thanh chiến lâu như vậy để không hề nhận một tia tổn thương nào, mà chính bản thân hắn lại bị nội thương rất nặng. Điều này sẽ khiến cho hắn rất khó có cơ hội chạy trốn. Vì thế Mã Thiên Long lập tức quát lớn với những cường giả kia: một đám phế vật, ta mang các ngươi đến đây lên xem náo như thế sao thế? Lên hết cho ta, ai có thể làm bị thương Dương Thanh, ta sẽ cho người đó 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Nếu ai có thể giết chết được Dương Thanh, ta đền thưởng cho kẻ đó 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Mã Thiên Long hiển nhiên là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Những cường giả kia là cường giả của Vạn Long Tông, lúc này bị xem như không được ban thưởng linh thạch thì cũng không thể nào tránh né mà phải gia nhập trận chiến. Giờ phút này Mã Thiên Long đã làm tốt sự chuẩn bị. Cho thời điểm những phá hôi ngăn cản Dương Thanh, hắn liền nhân cơ hội rời đi, trở về cổ võ trung giới tìm kiếm sự trợ giúp. Tôi đã nhìn thấy Dương Thanh bây giờ tu vi cường hãn, nhưng Mã Thiên Long vẫn quyết tâm như cũ. Chỉ cần hắn có thể trở về cổ võ trung giới tìm kiếm sự giúp đỡ, liền nhất định có thể giết chết Dương Thanh. Bởi vì cổ võ trung giới bây giờ tại bên trong Huyền Vũ Thành đã có cường giả cổ võ thượng giới tọa trấn. Phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ cổ võ trung giới, tôi đối không có khả năng có người nào có thể là đối thủ của tên cường giả cổ võ thượng giới kia. Mã Thiên Long cho rằng Dương Thanh không phải là đối thủ của tên cường giả cổ võ thượng giới kia. Thế nhưng để Mã Thiên Long thất vọng chính là tại lúc những cường giả kia xông lại, Dương Thanh đúng là thả người nhảy lên, tức tích lao lên thật cao, chợt đuổi theo công kích về phía hắn. Dương Thanh cười lại nói ra: mạng của ta chỉ đánh giá 10 triệu linh thạch thôi sao? Tại cổ võ trung giới có bao nhiêu người muốn giết Dương Thanh vậy chứ? Giá trị treo thưởng từ đó không chỉ bằng vào chút đó. Dương Thanh chỉ cảm thấy mình đã nhận vũ nhục cực lớn. Mã Thiên Long mặc dù trong lòng kiên kỵ Dương Thanh, nhưng miệng của hắn ngược lại là đủ cứng, cũng cười lạnh một tiếng nói ra: vậy ngươi cho là mình có giá trị bao nhiêu chứ? Người hôm nay có thể chết tại địa bàn của ta cũng coi là vinh hạnh của tiểu tử ngươi. Dương Thanh trực tiếp nâng lên chiếc thực kiếm, một kiếm quét ra, đám cường giả chung quanh nháy mắt gục xuống một mạng lớn. Yên tâm đi, ta sẽ để cho mạng chó của ngươi vĩnh viễn lưu tại địa bàn của ngươi. Nương theo dư uy của tiểu kiếm khuếch tán tuôn ra, trên mặt đất nháy mắt bị chém ra vô số khe rãnh sâu hẳm. Cây cối phía xa xa nhao nhao bị chém đứt nửa thân, ngay cả ngọn núi bên cạnh nháy mắt cũng có đất đá bắn ra tung tóe. Thấy cảnh này, nhóm Dược Đông từ xa xa lại một lần nữa bắt đầu lui lại. Bán đã bị khiếp sợ đến điện để không thể khép được, trong hai mắt đã đầy sợ hãi. Nhất là những Dược Đông đã từng đắc tội với Dương Thanh kia, bán giờ phút này cũng bị dọa đá ra quần ngay tại chỗ. Mã Thiên Long khóe miệng hung hăng co rút lại, lợi dụng lúc Dương Thanh đang chém giết cường giả bên cạnh, hắn cũng lập tức rút ra một thanh đinh kiếm tại trên tâm Dương Thanh hung hăng cốt xuống. Lần này Mã Thiên Long quả nhiên đã thành công, thực tế trên cánh tay Dương Thanh nhảy bắt có máu tươi chảy ra. Tuy nhiên Mã Thiên Long lại không cảm thấy có chút hưng phấn nào, bởi vì bổ trúng Dương Thanh một kiếm. Ngược lại, vẻ sợ hãi trên mặt hắn cũng càng lúc càng thêm nồng đậm. Lúc này Mã Thiên Long không chút chần chừ xoay người liền bỏ chạy, bởi vì một kiếm đánh xuống kia của hắn không thể nào trực tiếp chặt đứt cánh tay Dương Thanh như trong tưởng tượng. Mặc dù một kiếm kia của hắn
ẩn chứa một luồng linh lực cực kỳ khủng bố, nhưng cuối cùng chỉ mang lại cho cánh tay Dương Thanh một vết thương ngoài da mà thôi, vẻ mặt cũng chỉ là chảy ra một chút máu. Mà linh kiếm trong tay hắn ngược lại còn bị chấn gãy thành hai đoạn ngay tại chỗ. Cánh tay của hắn cũng bị chấn động đến mức tê dại, cảm giác như xương cốt sắp bị vỡ vụn. Mà Thanh Long bất chợt nhận ra một kiếm vừa rồi kia cũng không phải là hắn đã lén thành công, mà là Dương Thanh căn bản cũng không thèm ngăn cản. Hắn lúc này mới ý thức được thân xác của Dương Thanh cường ngạnh đến cỡ nào. Ngay cả linh kiếm đâu không thể nào tầm tổn thương Dương Thanh, nếu như tiếp tục chém giết thì kết cục cũng không cần nghĩ hắn cũng biết sẽ như thế nào. Mà Thanh Long giờ phút này trong lòng chỉ muốn tìm được cơ hội chạy trốn. Những cường giả kia thì vẫn tiếp tục điên cuồng phóng tới Dương Thanh, thế nhưng kết cục sau cùng cũng là như nhau. Dương Thanh không có quá nhiều động tác, anh chính là tùy ý quét thịt kiếm mà không có bất kỳ chiêu pháp nào. Ngắn ngủi trong mấy phút, trên mặt đất đã là thây ngang khắp đồng, máu thành thành sông. Những thi thể này hoặc là bị tách rời, hoặc là bị chặt ngang khắp lưng. Một phần nhỏ cường giả còn lại cuối cùng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Từ đấy, mỗi một tên bọn hắn đều đã từng trải qua vô số trận chém giết, nên nhân vật đã từng được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Thiên là một màn trước mắt này và để bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Càng cảnh máu tanh như thế, hơn nữa chính là có một đối thủ đối phó với cường giả đang nghiền ngẫm khắp nơi bọn hắn, vậy mà hắn vẫn có thể bị nghiền ép. Những cường giả này hiện tại nhìn mắt cũng tỉnh táo rất lại. Coi như mà Thế Long cho bọn hắn nhiều đến thạch đến mức nào thì bọn hắn không có khả năng còn mạng để cầm. Ngay cả mà Thế Long đều bị đánh mà đúng quần ướt sũng. Mà Thế Long giờ phút này cũng triệt để mất đi cơ hội chạy trốn. Hắn chịu thế vô cùng bất lực, hướng về phía đám cường giả đang sợ hãi rụt rè, không còn dám phóng tới Dương Thanh ở sau lưng gầm thét uy hiếp. Phế vật, các ngươi là có ý gì? Đứng định ra ở chỗ đó làm cái gì vậy chứ? Giết hắn cho ta, nếu các ngươi còn không đồng thủ, nạn tử liền đồng thủ giết các ngươi. Một tiếng cường giả trong số đó lập tức cúi đầu với bánh mặt áy náy nói với bà Thế Long: Tân chủ, mọi người cùng nhau rút thôi, nếu còn tiếp tục thì toàn bộ mọi người đều phải chết. Mà Thế Long làm sao là không muốn rời đi, thế nhưng là căn bản không có cơ hội ra. Chúng ta nhìn xem đám cường giả không dám đồng thủ ở phía đối diện, anh không nhìn cơ hội là thời chém giết, mà là lạnh lùng nói với bà Thế Long: Những người khác có thể sống, như là ngươi hôm nay phải chết, quỳ xuống. Thành ra mắt Dương Thanh xem ra Mã Thái Long già hỏa này tâm cơ quá nặng, một khi lưu lại tính mạng của hắn tất nhiên là sẽ lưu lại tai họa. Mã Thái Long làm sóc thay cứ như vậy mà nhận thua, dưới tất thì hắn cũng là cường giả bên trong cổ võ trung giới, vốn cửu cư cao vị, hắn chưa thể tiếp tục uy hiếp đám cường giả mà mình mang tới. Thế nhưng những cường giả kia biết rõ bản thân căn bản không phải là đối thủ của Dương Thanh, và hắn cũng không muốn trở thành bị đỡ đạn một cách vô ích. Thật xin lỗi tông chủ, ta không phải là đối thủ của Dương Thanh. Thật xin lỗi, ta cũng không phải là đối thủ, ta không muốn tiếp tục chiến đấu. Ta đầu hàng, ta không muốn đánh nữa, ta muốn sống sót. Những cường giả xung quanh Mã Thích Long nên định mở miệng xin lỗi. Mã Thích Long phẫn nộ phóng tới đem những cường giả kia đến cuồng đấm đá, đối với hắn thất vọng tới cực điểm. Thay thế lại có một số cường giả trực tiếp lựa chọn phản bội Mã Thích Long, lập tức quỳ xuống trước mặt Dương Thanh cầu xin Dương Thanh tha cho bà hắn một mạng. Nhìn xem cường giả và Long Tông không chiến mà bại, Dương Thanh một vẻ mặt giễu cợt nhìn về phía Mã Thế Long: Để đến nước này ngươi còn giãy giụa thì làm được cái gì chứ? Không muốn chết quá đau đớn liền quỳ xuống đi. Mã Thế Long song quyền siết chặt, một tư thế thà chết chứ không chịu khuất phục. Ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thanh. Dương Thanh, ngươi không nên đắc ý quá sớm, nếu như ngươi giết ta ngươi sẽ phải hối hận. Thế nhưng là Mã Thế Long càng nói càng mất tự tin, hắn ý thức được mình đã khó thoát được tai kiếp, nên như tiếp tục mạng miệng hoàn toàn chính xác sẽ chết rất thống khổ. Cho dù xương cốt Mã Thế Long có cứng rắn đến đâu cũng không muốn đối mặt với cái chết. Bất chợt Mã Thế Long lập tức nghĩ ra một ý, ngờ khí cũng mềm đi rất nhiều, nói với Dương Thanh: Ta đã sớm nói qua với ngươi, kỳ thực giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận gì, giữa chúng ta vẫn có thể hợp tác. Không bằng ngươi và ta cùng liên thủ trở về cổ võ trung giới, còn một chỗ về Cao Chấn Xương lá hồ ly kia, tiếc gần Cao Chấn Xương chết đi, về sau toàn bộ cổ võ trung giới chính là thiên hạ của hai anh đệ tốt chúng ta. Nghe được nói lời này, Dương Thanh nhịn không được bật cười. Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Mỗi lần dùng ta giúp ngươi giết Cao Chấn Xương, tuy nói ta sống một gì cũng sẽ giết Cao Chấn Xương, nhưng tuyệt đối sẽ không giết vì ngươi. Mẹ ta giết hắn càng không cần đến ngươi tên phế vật này. Cơ giới giữa cổ võ thượng giới cùng cổ võ trung giới gần như đã bị phá vỡ, cường giả mạnh hơn sắp đến, hiện tại cầm xuống toàn bộ cổ võ trung giới
là thế như thế nào. Lê Thanh liếc mắt định nhìn thấu chút tiểu tâm tư kia của Mạc Thế Long. Hiện tại đừng nói là cường giả tại cổ võ trung giới, mà một khi cường giả cổ võ thượng giới kéo đến, tất cả chỉ có thể thần phục. Nếu thế thì sự chênh lệch thực lực giữa hai giới liền vẫn còn ở đó. Ngay cả chính Dương Thanh đều không có tự tin quá lớn có thể xưng vương xưng bá trước mặt cường giả cổ võ thượng giới. Mạc Thế Long khoái miệng co giật, trong lúc nhất thời cậu không biết nên lừa gạt Dương Thanh như thế nào. Đến lúc này Dương Thanh không còn cho Mạc Thế Long cơ hội, trực tiếp bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ cường thế. Mạc Thế Long vô thức liền muốn phản kích, kết quả phát hiện ra luồng khí tức kinh khủng kia áp cho hắn gắt gao, không cách nào vận chuyển công pháp. Nguồn linh khí kinh khủng của Dương Thanh treo tại trên đỉnh đầu của hắn, điên cuồng áp chế hắn, muốn ép hắn quỳ xuống. Dương Thanh, ngươi dừng tay cho ta, giết ta ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi sẽ phải hối hận. Mạc Thế Long gào thét một tiếng. Một lát sau, Mạc Thế Long chật vật dùng chút khí lực cuối cùng thi triển ra một đạo công pháp, nghiến chặt hàm răng định được tấn công Dương Thanh. Bên người không còn sâu kiến gì khác cản trở, thân hình Dương Thanh chỉ có chút lóe lên, liền hóa giải đòn tấn công của Mạc Thế Long. Thế tử kiếm trong tay Dương Thanh nháy mắt quét về phía Mạc Thế Long. Chẳng qua Dương Thanh không có ý định thật sự giết chết Mạc Thế Long, mà chỉ là áp chế lại thực lực của bản thân. Mỗi một kiếm quét xuống để chế tạo trên thân Mạc Thế Long lưu lại một số vết thương ngoài da. Mạc Thế Long khẩn trương tới cực điểm, cẩn thận tự lấy tường khí né tránh. Dương Thanh mỗi một lần tấn công phản phất như để đánh nát trái tim Mạc Thế Long. Mạc Thế Long càng đánh, sự sợ hãi trong lòng liền càng thêm nồng đậm. Hai mắt hắn cách cao nhìn chậm chậm hai tay hai chân của Dương Thanh, một bên liều mạng tránh né, ngay cả cơ hội nhìn biểu lộ trên mặt Dương Thanh đều không có. Sau mấy phút đồng hồ, Mạc Thế Long đã thở hồng hộc, trên người đầy thương tích. Tuy nói không có tổn thương gì nguy hiểm, nhưng cũng đủ làm cho nội tâm hắn sụp đổ. Tốc độ né tránh của hắn càng lúc càng chậm, sắc mặt cũng càng lúc càng trắng lên. Đột nhiên Dương Thanh thu hồi thiên tử kiếm, mũi chân cố chút dậm nhẹ trên mặt đất, nháy mắt định xuất hiện tại trước mặt Mạc Thế Long. Hai mắt Mạc Thế Long lập tức trừng lớn, sợ hãi tới cực điểm. Ánh mắt Dương Thanh phát lạnh, từ không ăn một quyền nện vào trước ngực Mạc Thế Long.